nó nói gì? Nhắn viên ánh gì, nhắn điện thoại mấy con gan dữ gì. Anh thằng ơi. Nó nói chết rồi còn người người khác trả thù nữa. Thù ai mà trả thù? Thằng nó ngoan cố gì mày thấy nó chặt cái đầu còn hai nhát thôi mai vậy. Trời ơi, thiệt cái đầu thấy chết như không. Trời ơi, mai nó quẹo 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 vậy. Hai cái gì nó lát cái gì nè. Lát như quỷ vậy đó. Công nhận. Minh Tăng xin chào mọi người. Bữa nay mình gặp cô Tám ở chợ đầu mối. Là cô là biết tình cảm của chị Liên, của anh Thành, của anh Quân. Cô biết là từ đầu đến đuôi nha mọi người, lúc chết luôn, hiện trường sao luôn, rồi cô sẽ kể cho mọi người nghe ha. Nó nói gì? Nhắn viên ánh gì, nhắn điện thoại mấy con gan dữ gì. Anh thằng ơi. Nó nói chết rồi còn người người khác trả thù nữa. Thù ai mà trả thù? Thằng nó ngoan cố gì mày thấy nó chặt cái đầu còn hai nhát thôi mai vậy. Trời ơi, thiệt cái đầu thấy chết như không. Trời ơi, trời ơi. Mai nó quẹo 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 vậy. Hai cái gì nó lát cái gì nè. Nó ác như quỷ vậy đó. Công nhận cái mặt nó vậy mình đâu có ngờ ở đâu trời. Thấy không? Bà cô gặp cái đồ cao cái đầu chọc mà bên công an nó đưa cái hình cho con. Trời cái ơi. Đầu chọc nhìn thấy ghê dữ lắm luôn. Thì tao nói mày nó lên cái vô tiếng cúm cúm vậy hai ông công an cầm nó vậy nè. Rồi nên cái mặt giác nè. Nó chạy cây gì nó đâm vô đây hai cái lỗ nè, cái nó lấy keo cái nhân nó dán. hai bằng keo trong đây nè. Trốn lên trời. Cái đó mà trốn xuống dưới âm phủ. Trời nó còn nói giỏi bắt nó đi vậy, nó ở trên miên trên. Nói vậy cái thằng cầm mấy thằng đó cầm cái điện thoại của Liên cái bắt mò. Đi ra Phú Yên lên núi gì trên. Bắt được ngoài Phú Yên đó. Phú Yên. Phú Yên trên núi á. Biết cô biết đâu không? Đèo Cả. Ở Đèo Cả đó. Đèo Cả Phú Yên. Tại vì ta viết trong đó người ta nói đèo Cả mà mình đâu có nhớ. Đèo Cả Phú Yên. Đèo Cả Phú Yên đó. Bắt nó bỏ dép bỏ giày chạy hai thằng công an nắm hai bên cầm đó. Trời ơi. Ta nói yêu cầu mấy thằng nhà nước này đem nó xuống đây chói giò chói tay người lại quýnh cái mặt mày sáng láng mày bây giờ mày ưng ta được mày ưng không được mày về nhà mày đúng đâu rồi. Có mày đâu có sắm của cải đây mà mày sợ đúng nó đúng rồi. Chứ có đâu mà mày đi giết nguyên cái nhà ta mà giết con Liên mà sao gặp mình ba lát giết luôn đang ba lít con Liên nó nói ba lát gì vợ nó rồi nó mới tin tưởng con Liên dữ. Tại vì như ba lát hồi đó giờ nó yêu con Liên là 7-8 năm rồi mà có vợ có 37 tuổi thôi. Còn con Liên này tới 45 tuổi. Mà thằng này nó mê nhỏ này nó không bỏ được. Mà nhỏ này ưng thằng này không dám đi đâu. Tối ngày ở trong nhà không mắc cỡ. Chẳng thà ưng thằng khác mà mình còn đi tới đi lui được. Đúng rồi, rồi tính con vợ ngoài nó hiền thì trả gì cho nó đi. Nó về với vợ nó mình mừng muốn chết mừng heo ăn nữa. Mà tự nhiên nó đi về ngoài ở rồi cái nghe ông nội này là may. Cái vô xách dao vô chém ông này. Cái ông này kêu công an xuống mời nó lên trển mời nó với cái thằng Cà Mau lên. Yeah. Nó nói nó hiểu lầm chứ nó không phải nó chém. Nó mời hai lần như vậy đó. Mà ông nội này bây giờ tao hỏi ông biết cái thằng này tên gì ông nói không biết gì hết. Ông làm mai đó. Ông ấy ưng thì tao đứng chủ hôn. Mà bây giờ ông biết gì cho nên ông thấy nó giết người vậy chợ gặp. Dám nhận không? Nhận là ổng dễ gì chấm nhận gì. Như bây giờ mày giới thiệu nó ông này đàng hoàng mà tưởng nó đàng hoàng giặc họ giết cả nhà hết trơn. Rồi sao mày dám đứng đây em tôi hay là cốt tôi. Cô thấy cái thằng giang hồ ở đây không? Lúc nó chưa giết chị Liên đó. Cô có thấy không? Sao không có uống cà phê nó giang hồ gì? Thế cái mặt nó cũng như nó nói thôi. Nó hiền khô à? Nó hiền khô. Kể mình nghe nha. Nó mà thì cái mặt nó gặp bây giờ thằng Trang này nó cũng nói chấm nữa. Nó gặp con Chi đã cũng nói chấm nữa. Bây giờ bà Chi. Tôi không có vợ bà mừng mai tôi giờ. Tướng ta sao y như bà vậy nha. Cái mấy bà này sụt xì nó. Rồi cái bà bán chè đắng vậy. Bà kiếm cho tôi một người vợ cũng như bà vậy đi, tướng tá vậy đi. Rồi nó gặp vợ thằng này cũng lo, sao đi bán buôn không về ngủ để mơ đi tiếp nữa. Nó tào lao lắm. Muốn dê mà. Dê, ai nó cũng dê được hết. Tôi nói mấy đầu á, kêu vợ nhà chơi. Dạ. Cái Lợi thấy một đống ống chích nè với thuốc. Để đó nghe, không biết cái vụ gì hồi đó gì tôi nghe. Mấy thằng xe nó chích xì ke là nó chích không à. Rồi thấy ông chích với một đống ống thuốc vậy nè. Hỏi, Cà Mau. Ủa mày xì ke hay gì mày mua không chích gì ạ? Mình cũng nói chơi vậy nha. Cái nó thù tao. Cái tao về tao học với Liên nói hỏi bà vô nhà có gì tao nói. Có cái ba lô không với ông chích với thuốc không à. Cái Liên nói ông nội. Ủa ông chích với xì ke hay gì mà bà Tám anh ấy gặp ông chích với thuốc không. Cái nói trời ơi anh mua anh chích gà mà có con gà nào đâu. Có cái ba lô với đống ông chích đó thôi à. Cái bắt đầu Liên nói nó theo dõi nó chữ giữ mắng gì cũng nín tin vậy nha. Nó nói nó chích gà thì hay vậy thôi chứ mình có biết nó cái gì. Mà cái thằng này nó cũng chắc có chiếc xì ke rồi nó mới có máu mặt vậy đó. Thì nó mới dám vậy đó. Nó mới liều quá. Bởi vậy
Rồi cái bắt đầu nó thù tao ha, nó đương nói chuyện với anh Liên, cái hỏi ai cho anh Liên mấy cô Tám từ vậy? Cái nó cúp máy liền, nó không nói chuyện Liên nữa. Nó biết bà, biết bà nhìn nó thấy. Biết bà nói nó xì ke. Ừ, nhìn thấy cái bàn có ống chích đó. Tại vì mình già rồi mình không biết, thấy ông chích nhóc mà hỏi, ủa mày xì ke gì á? Tôi nghe nói mấy thằng đi xe tải nó mua ông chích, nó chích xì ke, nó liền đầy nhà trò đắng kìa. Mình không biết, mình hỏi vậy đó. Rồi nó chích gà thì thôi. Ai mà biết nó xì ke mà tí gì, ai mà ngờ đâu mà vô mà giết vậy. Giết con người ta nữa chứ. Giết nhưng không, giết vợ, giết Liên thôi. Nó nói tính giết Liên thôi, vô gặp bà Lát xử trước. Trời ơi. Tại vì con nhỏ này nó bà Lát nó về vợ nó rồi. Rồi ông nội này ông vô ông ngủ trong đó cả tuần lễ rồi. Ông biết đường đi nước bước ra sao hết rồi. Với cái nhà mày bây giờ mày biết tao vô, tao có biết đường đi không? Còn thằng này nó ở chỗ nó nhốt ở chỗ cả tuần lễ vậy. Nó quen đường rồi, nó biết đường ra đường bà vô. Bà nội này bà thử lòng mới vô dưới nhốt chỗ để lú ra thì bà Lát quánh. Thành ra không cho ra, ỉa đái trong nhà, ăn ở trong nhà luôn. Thằng đó. Bởi vì tao nói nó không nghe tao nói dòng thứ đừng ông nó ghen nó giết mày. Còn đừng bà nó chửi nó chơi nó chửi chát chát vậy, nó giận quá thì nó ức xích nó hết thôi. Còn cái đừng ông này nó giết mày không gúm tay á, mình thấy nó y gan không mà nói trước cái điềm không. Không phải cô biết đừng ông á, nó thù giết cả mấy mà trận như vậy đâu phải mới đây, mà mình đâu có ngờ thằng này mà nó vô nó mới giết cháu tao thôi, mày mới 9 giờ gặp bà Lát ngoài ngồi nói chuyện đây. Cái bắt đầu một giờ 2 giờ bà kêu tao, bà nói bà vô đây coi thằng Cà Mau nó giết cô thằng bà Lát chết rồi. Cái tao nói bà nói chơi hay nói thiệt à, mày thấy như cái đồ chơi vậy không? Thằng ơi bà tưởng như thì chở đi nhà thương chân, còn mình bà Lát nằm trên đống phơi thay, còn bà thì bà ngồi đó mình bà và vợ á. Rồi bà sợ cái bà kêu tao vô cái tao ngã ngang tôi xỉu luôn, tao đưa ngủ. Anh bà Lát là cháu đó, tao đưa ngủ. Cái bà kêu cái thằng Cà Mau giết bà Lát chết, tao nói bà đừng nói giỡn nha. Nó nói bây giờ mấy đứa nó đi cả nhà. Điện là má lên điện bà vậy. Nó tôi điện đó, ở má nó điện đó. Mà tao ngã ngang còn bảo chân ỉ đấy trong quần luôn. Bà già vợ bà ở đằng nhà đắng đó. Bà xỉu lên bên nó bắt trời ơi té tức đi trong quần. Bởi vì đắng bà tắm bà rửa bà thay mình đó, vợ với tao ngồi đó. Tao với bà ngồi cái ghế bố đó hoài không cho dơ lên. Tính lên coi bà Lát nó chết cái cảnh gì. Cô mày tưởng nó ngủ trong phòng không, giặt họ kéo rồi mày lộ ngủ. Kéo rồi mày mấy hiên này nè. Nó biết rồi nó kéo ra. Không có á. Con Liên hỏi tại sao cái phòng á mày ngủ nó ấm cúng mà mày đóng cửa lại ai vô được. Cái cửa bằng gỗ sao mày vô. Có mơ mày đốt cái nhà là mày chết tao thôi. Cái tự nhiên lên nó nói bà Lát nó nịch qua kéo ra đó nó ngủ. Kéo ra cái thằng ba có cái cửa ngõ mày đứng đó mày dòm dưới đất gặp rồi. Cái điềm mà. Mà nó nói ngủ 5 đêm nay rồi chứ không phải một đêm. Con Liên nói không gặp bà Lát vô ngủ 5 đêm rồi. Nó vô thì nó cửa để đó đi làm tranh bệnh để đó rồi nó vô cái nó kéo niệm ra rồi nó để sẵn vậy đó rồi mình về mình ngủ với nó. Chị hết bệnh chưa ạ? Hết. Trời ơi thịt nó giờ gì chín thịt nó trần quá tử gì đó. Nói tử rồi bây giờ bác sĩ nó biểu dưỡng cho 1 tháng nữa coi ghép được hay không. Tay á, cái tay. Tay này chín nước nở chứ. Nhiều lắm mà có đi thăm không? Không giờ em đi thăm nãy tính đi thăm cái bà nội đó, bà hứng lên mà nhảy bắt tiền chở rồi đó. Cảm ơn con, lát con đi thăm mấy bà. Bởi vậy từ nay giờ tính ăn đám dỗ ổng còn mấy người tính có gian thằng tiền cưa nước đá đó. Dạ. Xuống đi thăm con Liên. Ở dưới ăn dưới xi nái này nè. Rồi xuống dưới cầu đó rồi vô. Thằng con trai. Thằng trai nó đi bây giờ chậm xe coi công an kêu nó lên xã về khám mấy cái vết thương á, chém chạnh đầu này mai 2 đường vậy nè. Giờ kêu lên chẳng ngơ khám vết thương rồi nặng nhẹ người ta giải quyết đó, mới đi với ba nó đó. Ba nó vô chở đi đó. Bao tiền đi với hả? Ừ.